Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ cho năm ngàn nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 720 kinh Vô Minh La Sát Tập Hán Dịch. Mất tên người dịch. Nay dựa vào bản sao lại đời tầng quyển thường. Mẹ nhân duyên là gốc của sinh tử, là hàng sâu nhà ở của tất cả chúng sinh, là cảnh giới cư ngụ của thiên ma ba tuần. Nếu ai có trí tuệ quán xét tất cả những cái tội lỗi hoàn nạn của nhân duyên thì vĩnh viễn không còn sẽ vào sinh tử. Cảnh giới của ma là thiên ma. Bây giờ phát sinh ra buồn lớn, biển cả nhân duyên sâu rộng phân bờ bến. Người trí vào biển này giống như chủ môn quán xét tánh tướng thì có thể hiểu biết rõ ràng, đạt được châu báu vô thượng, nhất là chức tiết chủng trí. Trong các thần chú, đây là tối thượng vi diệu trong vô lượng kiếp. Chư Phật Thế Tôn tu hành sau các ba la mật tích chứa các hạnh lành, là được các cơ sở và ma năm ấm, ma chết cùng ma phiền não, lập vững những lời thệ nguyện mong cầu đoạn trừ sinh tử để thoát khỏi ma ba cõi thành tựu mười lực bốn vô sở ý, nơi tất cả pháp đạt được trí vô ngại là ngọn đèn sáng cho tất cả chúng sinh. Người chứng đắc tịch diệt là bạn lành rất chân rất thân thiện của chúng sinh trong ba cõi. Có thể chuyển bánh xe chánh pháp, thổi loa đại pháp, dương cao buồn pháp lớn, đánh trống đại pháp, thế điện đại pháp, dựng cầu đại pháp, chèo thuyền đại pháp, cất cao tiếng pháp, cứu độ người qua bờ bên kia, hoàn thành các nguyện rộng lớn, thu phục tất cả hàng ngoại đạo, cứu độ tất cả những ai có duyên, làm cho hàng triệu người đều có lòng tin hiểu. Bậc đại nhân như vậy đối với các pháp khác đều không sinh tâm cho là chưa từng có, đối với pháp nhân duyên lại khởi tưởng sâu xa cho là hiếm có. Chỉ có Phật Như Lai mới có thể hiểu tận tường nghĩa tâm diệu, còn những người trí khác không ai có thể hiểu được. Nhưng hàng đại tiên đầu vàng cậy mình có trí tuệ rất kiêu mạn, còn bị vô minh che lấp đem trí hữu lậu tạo ra các bộ kinh luận cũng không thể thoát khỏi những cái tà kiến điên đảo mê hoặc. Dù mặc áo bằng cỏ, đoàn thực ở nơi thanh vắng với trăm ngàn khổ hạnh, cuối cùng vẫn ở trong sinh tử không chút giải thoát. Tất cả chúng sinh bị vô minh che lấp nên sinh tham, do tham làm nhân duyên nên vào trong địa lớn, bị gió dữ xoáy sâu, băng lội qua đường xá xa xôi, cách trở mạo hiểm suýt chết, nơi chiến trường tàn hại lẫn nhau, chịu đựng vô lượng khổ não. Nếu ai hiểu 12 nhân duyên một cách sâu xa, thì thấy năm đường trong ba cõi này, cho nhân duyên ấy tạo ra các nghiệp, tỏ đủ loại thân. Ví như thế gian, ai khéo tạo nhạc thì sử dụng tám âm, cung thương hài hòa, thanh luật hợp nhau phát ra cùng một lượt. Là như thầy vẽ giỏi, trình bày khéo léo các màu sắc, khắc họa hình tượng tươi sáng đẹp đẽ. Mười hai nhân duyên cũng lại như vậy, có thể kết hợp tạo ra các quả của nghiệp luân hồi trong sinh tử không cùng tận. Do con trùng khẩn na biến đổi màu sắc theo ba thời kỳ, đầu tiên biến màu đất, giữa chừng biến màu đỏ, và cuối cùng biến thành màu vàng. Mười hai nhân duyên cũng lại như vậy, có thể biến các chúng sinh đơn ba thời gian thành già, bệnh và chết. Ba cõi năm đường, rắn độc bốn đại, giặc cướp năm ấm, làng trống sáu nhập đã có thể biến làm chuyển luân thánh vương, thích phạm tứ thiên và các vua nhỏ thọ hưởng diệu lạc. Họ làm người nghèo giàu sang hèn, ngu dốt trí tuệ sống lâu chết hiểu. Họ làm thân trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chịu đủ các khổ sở không thể tính kể. Không có thầy mà Đức Thế Tôn tự giác ngộ, dùng thuốc trí tuệ để mở màn mắt vô minh của Kiều Trần Như, dùng mưa đại pháp để dập tắt ngọn lửa phiền não của U Lâu Ca Diếp, dùng thuốc trí tối thượng là nhận biết nhân duyên để điều trị bệnh kết sự của Xá Lợi Phất, đã một kiền đi dùng móc câu trí này đưa Ma Ca Diếp vào đường chân chánh của Phật, dùng thang chánh pháp để các bà la môn đại danh bước lên nhà giải thoát, dùng bố trí ấy chặt đứt thân cây thân kiếm của các đại a la hán tôn giả Ma Ca Chân Diên, A Lâu Nâu Đà, Phú Lâu Na, Maha Kohila, Nang Đà, Tôn Đà La Nang Đà, dùng chân trí ấy để diệt trừ tâm điện của Phạm Vương, cho rằng mình có tưởng nhất thiết trí. Dùng diệu lực của trí này làm cho thiên đế cầu sinh làm đệ tử. Dùng pháp tài ấy phân chia cho 84.000 người đi theo vua Tần Bà Sa La được đầy đủ không bị hao tổn. Chánh trí này, dùng chánh trí này khiến cho vua Bạch Tịnh làm pháp vương tử. Dùng đại trí ấy cứu vớt nỗi khổ a tỳ của uẩn quật ma la cực ác, trí có thể làm cho bà la môn cư sĩ quay về với chánh đạo, có thể tự tạo sự trang nghiêm lớn để người nữ trí cạn cần thâm nhập vào giác ý,
dùng sức như thế để thu phục phạm chí móng tay dài, để có thể phá trừ sức mạnh của tác giả Nay Kiền, có thể làm cho Bà La Môn Em Mộc Tra sợ hãi, làm dứt tư tưởng của Bà La Môn Thi La Mật cho mình có đại trí. Dùng nước cam lộ ấy cho người ngu ám uống để được đại trí. Dùng năng lực của chú nguyện này làm cho Đấng Độc Bốn Đại có thể cắn được, rút đao ra khiến cho giặc cướp không ai có thể đuổi theo kịp. Dùng pháp nhãn ấy để thấy rõ sáu nhập là sáu làng trong vắng. Dùng quân của pháp này phá tan oán địch là năm triền cái, có thể đạt được trí đứng đầu không sợ năm dục. Dùng trí thuyền pháp ấy để vượt qua biển cả sóng gió kết sự đến bờ nước bàn. Dùng trí tuệ này vượt qua sông tró lớn, không bị thiêu đốt do các nhập trong và ngoài, có thể khiến cho mũi nhọn các sự vô não không hề đâm trúng được, có thể ở trong chỗ rất tối tăm là vô minh nhưng không mê muội. Để chúng sinh nào quan sát theo ánh sáng chiếu rực rỡ, để an lập chúng sinh nơi đất bằng phẳng của giới, đạt được niệm xứ để làm sự nghỉ ngơi, băng qua đường chánh cần lên ngôi nhà như ý, để lên lầu năm căn vào phòng năm lực, ngửi mùi thơm bảy giác chi, uống nước tam thánh đạo, ngồi nơi giường niết bàn hữu dư, tiếp xúc với ngọn gió mát vô lậu của bốn thiền. Ai làm được như vậy tức là tri thức thiền chân chánh của chúng sinh, không phá giới thanh tịnh, tu tập thiền định làm tăng trưởng tuệ giác, phá trừ các cõi ác, đạt được đạo giải thoát. Quan sát bốn phương là bốn đế, đốt cỏ là các kiến chấp, phá tan đá thân kiến, bị ngại đại Atula giới thủ, thấy rõ lưới của ma năm dục, vượt qua đường nguy hiểm đồng hoang đến thành niết bàn. Các đất lưới tham dục phá tan quỷ ganh ghét tày xá xa già, rửa sạch tham lam tham kêu nhổ đa ngã mạn triệt hạ ngã ngã sở, nhổ gốc ba độc diệt các cơ sở, chấm dứt vòng sinh tử, đoạn trừ dây thọ thân, phá bỏ vòng xích sắc nhân duyên, làm ngã cây đại thọ tùm đã cõi, thoát khỏi hẳn bào thai, vượt qua biển lớn biển khổ lớn và bệnh chết lo buồn khổ não. Muốn biết nhân duyên thể tánh vi tế, nếu ai thiếu trí nói thật tướng đó, như người đem đầu muốn chọi núi đá, là lưới rất rộng bao quanh ba cõi, đây là rừng dạ, rừng tà mê hoặc hành giả, đây là bảy xấu bảy nai phàm phu, a lộc bảy này pháp lành bị diệt, ma chiên đà la bị trốn tên độc, đây là khoan trí khoan biển vô minh, hai khoan biển duyên Thích Ca Mâu Ni thành tựu đại trí cam lộ niết bàn. Mười nhân duyên này chỉ có Đức Phật có thể thấy, có thể trừ diệt sự mê hoặc nơi chính mình và còn đem giáo hóa cho người khác. Như xưa kia được nghe vua Chiết Trá ở thành Úc Thì Na Xuyên đang tu tập bố thí, hạnh tốt nhẫn nhục của các cấp bậc vôn túc, có sức mạnh lớn, binh chúng hùng dũng, hoa lực thu phục bốn biển, sáng suốt trong việc trị vì, xét sự an ủi vội về thương dân chúng giống như bò mẹ thương nhớ con. Thời gian sau dân chúng ở thành Úc Thì Na bị bệnh dịch rất nặng, người chết hơn nữa. Thời gian trong thành ít dần, mặc dù dùng thuốc thang để giảm bớt tai nạn nhưng lại càng cháy dữ dội hơn, giống như thêm dầu vào lửa. Người chết đến nỗi trên các nẻ đường chỉ còn ít dấu chân người, chó sói và can đầy khắp các ngõ hiểm và còn xâm nhập vào nhà người. Chim diều hâu, chim thứ bay, từng đàn cho cả mặt trời mặt trăng, cả thành đau thương kêu khóc gào thét khắp các nẻo đường, thay chết trong thành không lại giống như nghĩa địa. Thế dân chúng trong nước chết quá nhiều như vậy, vua Chiết Trá lòng đau như các khổ não, giống như vào trận chiến bị địch bắt trói, đau buồn lo sợ quên cả tánh mạng. Vào đêm yên tĩnh một mình suy nghĩ về phương kế, lập chí kiên cường bằng cách nào để đuổi con quỷ dịch bệnh ấy. Vua lấy thuốc a già đà thoa khắp thân, đọc chú hộ thân, mặc áo giáp châu như ý, cầm kiếm bén nhọn một mình ra khỏi cung điện, đến miếu nơi đầu đường ở ngã tư trong thành. Vua nhìn khắp nơi lồng chiến, dưới cầu, rừng cây, chợ búa, bến đò, thấy những con quỷ với những thân tướng và giọng nói khác nhau đang tàn hại rất hung ác, giết người vô độ, thấy chết nằm la liệt ở trước mặt chúng. Chúng lấy đầu lâu làm vật đựng máu tuyển người, tay móc ruột phổi lòi phân nhơ nhớp, hoặc lấy ruột người quấn trên thân, giật thay người chết ăn và cãi vã tranh giành xô đánh nhau. Ác quỷ yêu mị tai ác như vậy đầy khắp trong thành. Thế vậy như chim cánh vàng bốn bắt đồng, vua liền xâm nhập trong bọn quỷ, nói với con quỷ Đát Sóc: vì sao ngươi làm như thế? Rồi vua dùng kệ hỏi: vì sao dùng ruột người quấn xen vào thân ngươi? Tay cầm vật đầu lâu đựng đầy máu tủy não, sống gây bệnh tật dữ, luôn cướp mạng căn người, ăn nuốt máu thịt người để nó lấy đầy đủ,
Cái con quỷ dùng kệ trả lời, tôi là quỷ đi đêm, phát ăn thịt tủy người, phèo phổi và năm tạng, như được nếm cam lộ. Nay dân ông bị họa, chính do tôi gây ra. Vua hỏi, tai họa như vậy thật sự là do ngươi gây ra? La Sát đáp, chính do tôi tạo ra. Vua lại hỏi, người này tại sao không mau bỏ việc này? Các quỷ đáp, tôi không thể bỏ được. Vì sao? Thép đâm đầu nhọn theo tánh lửa nóng, tánh của La Sát khắp ăn thịt người. Vua lại hỏi, vì sao ngươi không buông bỏ việc làm này? Ngươi không thấy đao sắc của ta như mây xanh, như hoa ưu bát, như rắn độc lúc giận dữ sao? Với sức lực của cánh tay ta cầm cây kiếm bé này, đủ để khiến ngươi từ bỏ việc làm ác. La Sát trả lời, ông là vua trong thiên hạ có quyền lực, bày dùng sức lực và đao bén để cắt thân tôi thì giống như hạt mè, mặc dù có thể như lửa gây ra tai họa, nhưng cũng không thể diệt được tôi. Vua hỏi, vì sao ngươi biết không diệt được? La Sát liền chỉ cây đại thọ ở phía nam rồi trả lời, dưới cây ấy có đại La Sát mặt gồm bốn mắt, ngó liếc dữ tợn, tướng mạo hung ác, tay chụp mắt nhìn, có thể gây tai họa lớn, giết chết người. Tật bệnh này do La Sát ấy gây nên khiến cho chúng sinh chết chóc cùng tận. Ông là đại trượng phu trước tiên, hãy đến thu phục nó thì chúng tôi sẽ theo ông. Nghe nói vậy, vua vội vàng đến nói với đại La Sát, tên ngươi là gì? Tôi tên Thùy Phúc, ruột thông, muốn hiện hình lúc nào cũng được. Với sức lực của mình, tôi có thể làm cho dân chúng của ông bị tai họa. Nghe vậy, vua nói, nay ta có thể khiến tai họa chấm dứt. La Sát hỏi, chấm dứt, nó chấm dứt lại thế nào? Vua bảo, lâu nay ta suy nghĩ về những kẻ nào đã làm cho thế gian này đau khổ. Hiện nay mới biết là chính ngươi, ta không để cho dân chúng bị đau khổ nữa. La Sát hỏi, ông định làm gì? Vua nói, cây kiếm bén này của ta chưa hề nếm máu, vì muôn dân trong nước chắc chắn hôm nay ta phải dùng kiếm này để uống máu ngươi, giống như uống cam lộ. La Sát nói, việc ấy thật uổng công ông không thế nào giải quyết được những của nhập của ông đâu. Vua hỏi, vì sao không giải quyết được? La Sát trả lời, ông hãy nhìn kỹ về ba cửa nơi phía nam, ở đó có La Sát tên đại cổ trống lớn, cần phải có sức mạnh mới có thể thu phục được nó. Tôi đứng đây không chạy trốn, ông hãy đến thu phục nó trước. Nghe nói vậy, vừa ở trong chỗ tối bèn rút kiếm ra đi thẳng đến ở cửa phía nam. Thế là xác ấy ngồi dang hai chân, ngã ngửa ngó lên, thân có ba đầu, mặc áo giáp dạ rất dày, cây chỉ ba màu đen sậm trông rất dễ sợ. Vua nghĩ con quỷ này hôm nay sau khi đã gây tội ác rồi thì lại thanh thản quá, chỉ có ta là đau khổ. Dùng oai vũ của mình, ta sẽ bảo các vị vua nhỏ dưới quyền phải vâng lời, khiến La Sát này sẽ bị trừng trị. Thế vua có oai đức dụ dũng, La Sát hoảng sợ đứng dậy, chắp tay giơ sát đỉnh đầu nói, xin hãy đến đây đại vương, oai đức của ngài rất đáng kính trọng giống như đế thích, xin đủ lòng thương của giúp người trên thế gian mà đến chỗ con. Vua nói, ngươi đã gây cho dân chúng ta bị tai họa chết chóc, nay giả vờ khen ngợi ta, nhưng lại tạo cái việc ác tày trời. La Sát nói, vua hãy tin lời tôi, hãy nghe những gì tôi đã nói, tai họa ở thế gian đều chẳng do tôi gây ra. Ngoài thành có quỷ tên Maha Xá Niết ung chuông đi trong ban đêm, có bốn đầu bốn mặt, oai lực rất lớn và cũng chính là đối là chủ của tôi. Nếu thuyết phục được nó thì vua được tiếng tốt đồn xa. Nghe nói vậy, vua vội chạy thật mau ra khỏi thành. Thế là xác ấy dùng đầu lâu làm vòng hoa cột trên bốn đầu, dùng dây ướt của voi lớn là y phục, dùng trăng rắn quấn quanh lưng, dùng đủ loại rắn độc làm chuỗi ngọc, hai răng bé như cái cưa chìa ra để móc ruột người, thân nó to lớn lấy máu xoa khắp, những đốt tay chân như chiên đàn đỏ, lại lấy đầu lâu đựng đầy máu mủ và đặt ở phía trước, hít vô thở ra nếm ăn no nê, tay cầm kích nhỏ đi quanh thay người chết. Thế như vậy, với oai lực vũ dũng khiến tim vua bị kích động giống như ngọn gió dữ thổi ngã cây đại thọ, như hai con sư tử khi gặp nhau càng hăng hái mạnh bạo của các lớn. Này chủ quỷ, đi đâu đi đêm kia? Người coi thường ta đến thế sao? Dùng ngươi có tung hình độc ác
làm tổn hại dân chúng, dù đã chế thuốc thang trị liệu cũng giống như rót dầu vào lửa. Hôm nay giờ chết của ngươi đã đến. Đại sắc nói: Thưa chúa đất, ông chớ vội tức giận mà nghe tôi nói. Nếu bị tai họa thì trước hết phải hỏi tội, rồi sau mới có tội. Trong họ bị tai họa chẳng phải do tôi tạo ra, vì tôi yếu ớt không có quyền lực nên bị người khác sai khiến. Phía trước con đường này có nữ quỷ, tôi bị nó sai khiến khống chế chứ chẳng phải do tôi làm. Vua hỏi nữ quỷ ấy tên gì. Đại sắc trả lời: Rất ác, bên ngoài giả vờ tỏ vẻ hiền hòa, nhưng trong lòng độc ác tàn bạo. Chỉ trong chốc lát nó biến hiện rất nhiều thân. Nếu ông thu phục được nó thì tôi sẽ đi theo ông. Vua suy nghĩ con quỷ này không có quyền gì cả, phải tìm bắt con quỷ kia. Bây giờ là sắc nữ hóa thân biến làm phu nhân mà vua yêu mến. Nó đi sau vua nói: Thiếp luôn được vua yêu chuộng, vậy sao ban đêm lại bỏ thiếp để đi đến đây? Hay là đã yêu thương người nào rồi? Nghe nói vậy, vua không biết sự thể thật giả là sao, liền quay đầu lại nhìn biết ngay đó là con quỷ. Vua nói: Đại đức hãy đứng lại, ngươi đã ăn nuốt bao nhiêu là dân chúng trong thành rồi, nên muốn ăn luôn ta sao? Như sức của lực nước xoáy chạy dữ, có thể nhận chìm hoặc làm trôi, nhưng không thể khiến cho đá lớn núi nặng phải trôi nổi. Vua nắm tay quỷ nữ nói: Hãy từ bỏ các huyễn hóa của ngươi mà hiện nguyên hình đi. Ngươi đã gây ra tội ác khủng khiếp, ta bắt ngươi thật chẳng oan uổng gì cả. Đại sắc lập tức chắp tay lại nói: Tôi xin chí thành đảnh lễ vua. Lúc này nghe cái tiếng lạ, vua nhìn ngó bốn phía. La sắc hỏi: Vì sao vua nhìn ngó vậy? Vua hỏi lại: Đó là tiếng gì? La sắc trả lời: Tôi muốn được chỉ dạy nên phát ra tiếng ca hát ấy. Tiếng đàn đó là của tôi, tất cả tai họa do nữ quỷ ấy gây ra, nó bắt tôi ở đây. Biết La sắc này bị kẻ khác sai xử, vua bắt ca nữ này và hỏi: Tên ngươi là gì? La sắc trả lời: Tôi tên Tam Thuyệt Phát, tức là ba lọn tóc rủ. Là nói tiếp: Tôi có chỗ tên Tư Nha, tức là bốn răng. Nghe vậy vua liền thả ca nữ tìm bắt La sát Tứ Nha. Tứ Nha nói với vua: Chẳng phải lỗi của tôi, cách đây không xa lắm có 6 con La sát: 1 Vân Lư, 2 Sơn Khâu, 3 Ung Phúc, 4 Kim Can Chủ, 5 Kiến Độc, 6 Trịch Quyến. 6 con La sát này là chủ của tôi. Nghe nói vậy vua gọi đến chỗ ấy và bắt được 6 La sát. La sát nói: Tôi cũng bị người khác sai khiến. Vua hỏi: Ai đã sai khiến các ngươi? Sáu La sát nói: Có 2 La sát, một tên Ngưu Nhĩ và một con có tên Thủ Cấp. Chúng đã sai khiến chúng tôi, vua hãy đến thu phục chúng. Vua bắt 2 con La sát ấy. Chủ nói: Chúng tôi không có quyền lực, chúng tôi còn có chủ nữa. Vua hỏi: Chủ của các ngươi là ai? La sát trả lời: Tên là Tóc Tật Kim Xí Điểu, tức là chim cánh vàng mau chóng. Thế thì vua bắt chim cánh vàng. Chim cánh vàng nói: Có 3 nam tử là chủ của tôi, một tên là Cực Ác, 2 tên là Hỏa Phát và 3 tên là Chiên Đàn. Vua liền suy nghĩ: Tên này tìm bắt quỷ là nhằm để diệt trừ tai họa, nhưng các con quỷ này có lần lượt chỉ những nơi xa xôi hiểm trở hoang vắng. Mặc dù xa xôi, nó không tìm được nó thì mối tai họa không bao giờ chấm dứt. Vua bèn tiến về phía trước, thấy có ba con La Sát. Từ xa thấy vua, bà La Sát ấy liền bỏ chạy lẩn trốn. Vua bảo: Hãy đứng lại, ngọn kia này của ta chưa hề đem ra dùng. Vua bảo: Về cho dân chúng trong nước mà ta phải băng lội đường xá xa xôi đến đây, làm sao các ngươi có thể chạy trốn? Nghe vua an ủi như vậy, bọn La Sát quay trở lại chắp tay nói: Cách đây không xa có một nghĩa địa rộng lớn rậm rạp, ở đấy có nhiều hang ổ của các loài chim thú dữ, nào hổ sói, dã can, hùm beo, diều hâu, chim ưng dành ăn lẫn nhau phát ra tiếng kêu rất kinh hãi, chúng chạy tung hoành đầy khắp. Vua hỏi: Ở đó có vật gì? La sát trả lời: Ở đó có La sát hình dáng thô xấu, luôn phình trướng, đỏi đói khát, đầy da như mây đen, hai mắt sáng như điện chớp, răng mọc nhọn chồng lên chìa ra ngoài, môi rất hung dữ. Có các quỷ thần làm quyến thuộc và đều tuân theo nó. Những việc phi pháp trên thế gian đều do nó tạo ra. Bề đảng của nó hung ác, một khi nổi dậy rất khó điều phục. Nếu thu phục được con quỷ đó, con quỷ có sức lực ấy, oai đức của vua đồn khắp thiên hạ, theo chúng tôi sẽ cúi đầu phục tùng. Nghe nói vậy, vua càng phấn chấn, trở nên hăng hái mạnh mẽ vô cùng, giống như ngọn sóng lớn của biển lập tức đến chỗ con quỷ kia.
Chỗ đó sương bụi mịt mù, gió dữ nóng rực thổi thay người chết che lấp cả vùng, khiến càng tối tăm chẳng thấy gì cả. Thấy quỷ la sắc ấy với hình thù tướng mạo như vừa nói, xung quanh đấy thì hôi thối bệt bùng, nơi nào cũng có đầu lâu, tóc tai xương máu thì nhiều như gò núi. Vì hư hoại y phục mát nét nên y mục phục một nét này la liệt trên đất, vò hư bị bẻ vung vãi tứ tung, không chỗ nào có thể đi được, hoặc thấy thay phần trướng dòi trùng trịa nát. Tiếng thú dữ gào rú vang khắp giống như bên đao, và cướp rất đáng ghê sợ. Và có các loài quỷ chỉ còn ăn máu thịt người để sống. Chúng đều là loài hung dữ tàn bạo, mắt như điện chớp, trên đầu lửa cháy đỏ rực, mũi to lồi lên, hai răng nanh nhọn hoắt dìa ra, tay như cái sọt hình thù sọ ốc, không thể nói hết. Lấy da hổ sói là y phục, lấy đầu lâu đựng mỡ để trong tay phải lấy vào lửa. Thế vậy vua âu sầu nói: cho ôi, vì sao tự ý mình có sức mạnh mà bảo ác đến thế? Nếu không tiêu diệt được chúng thì ta không còn ở ngôi vua nữa. Hoặc dùng năng lực của thuốc thì bọn quỷ đều phải chạy tán hoại. Ta mau đi đến nước trước tóm lấy chúng, lấy tóc của quỷ la sát kia. Vì muôn dân trong nước, ta phải diệt trừ con đầu sỏ của bọn la sát này. Nói vậy xong, vua nhìn khắp bốn phía rồi lập tức nhảy vọt lên như sư tử gầm, quay hướng về thần kỳ bốn phương của chư thiên, nói: gốc của cái đại, của cây độc tai họa cho cả nước, ta sẽ trừ khử, chặt đến tận chân tóc. Ý mình có sức mạnh, đã sát cười khà khà nói: ai dám vào dòng thác đã ngăn chặn dòng nước, ai dám vào miệng cọp để đếm răng của nó, ai dám đụng đến rắn độc hung dữ, dù đấng trượng phu anh hùng mạnh mẽ trong tất cả thế gian, nhiều đến ngàn ức vạn ta cũng tiêu diệt. Vì sao dám nhổ tóc của ta? Thôi, ngươi đừng nói nhiều, nhưng anh hùng dũng mãnh trong đời phải có thể chống cự lại được ta, chỉ trừ chiếc trái. Ngươi là ai mà dám nhổ tóc ta? Vua nghe những cái lời tự xưng như vậy, liền vui vẻ trả lời: lành thay hiền sĩ, chiếc trái chính là ta đây. Nghe nói vậy, con quỷ vừa mừng vừa sợ nói: xin hãy tha cho tôi, xin vô giữ lòng thương xót, đừng nổi giận nữa. Từ nay về sau, tôi sẽ diệt trừ tai họa cho vua. Nói xong, quỷ biển đi mất. Nhờ oai lực của vua nên đám quỷ thần ở đấy đều thoái tán, dân chúng trong nước này ngày càng hưng thịnh, không còn những tai họa, cuộc sống giống như chư thiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Vô Minh La Sát Tập quyển trung. Lại nữa, dĩ gì mà đưa ra ví dụ này? Đây không phải là lời nói theo dệt, cũng không phải là nói không đúng lúc. Vì sao? Vì muốn phát triển rộng lớn ý nghĩa thâm diệu của pháp Phật, vì muốn làm sáng tỏ lý nhân duyên nên đưa ra nhiều các thí dụ. Nói về thành của vua là dụ cho ba cõi. Trong thành ba cõi có khổ và sinh già bệnh chết, ưa bị khổ não, khổ bị yêu thương mà xa lìa, khổ bị cầu không được, khổ bị oán ghét mà gặp nhau, hủy bán mắng nhiếc bêu xấu, giữ giới phá giới, vân vân, vô số các khổ như vậy không thể nào kể hết. Bệnh dịch phiền não làm tan mất các căn lành. Bồ Tát thương yêu họ giống như bò mẹ thương yêu con ghét con. Lại còn làm bạn thân thiện với chúng sinh, lập lời thề dũng mãnh của bất hết thảy, biết rõ sinh tử do nhân quả kết tập, hiểu rõ về chánh pháp hay phi pháp, có đầy đủ bốn nhiếp pháp, thành tựu nhất thừa, có tâm rộng lớn với chúng sinh, quan sát đau khổ vì mãi bị luân hồi nên năm đường, luôn bị rắn độc bốn đại, ấn giặc năm ấm, xóm trống sáu nhập, bị hại do sự yêu thương dối trá, thân thiện ngu si, cố chấp vào ngã và ngã sở, những chúng sinh ấy bị phiền não trói buộc, vì sao không cứu vớt họ? Sau khi suy nghĩ như vậy, Bồ Tát rời khỏi cung điện xuất gia, mà ở giáp tinh tấn dùng thần chú bố nhiếp để tự hồi vệ, dùng thuốc hay thân niệm xứ để so thân, lấy công đức nhẫn nhục để làm mâu giáo, ở trong vô lượng kiếp tu luôn tu tập trí tuệ giống như kiếm bén, chuyên tâm chánh niệm giống như đường lớn của vua. Khi ngồi nơi đạo tràng quan sát các căn nguyên đau khổ của tất cả chúng sinh, phát thệ nguyện rộng lớn, quyết nhổ bỏ gốc đau khổ ấy. Nguồn gốc khổ này bức bách muôn loài là khổ não rất lớn, đứng đầu nơi các tai họa, bị 10, 96 loại ngu si che lấp nên không biết rõ về nguyên nhân họa nạn sinh già bệnh chết. Khi Bồ Tát quan sát đúng đắn,
thì thấy vô lượng khổ não của sinh già bệnh chết, hiểu nghĩa ấy rồi, Bồ Tát hỏi già: ngươi tên là gì? Già trả lời: tôi tên là già. Bồ Tát hỏi: ngươi làm già thế nào? Già trả lời: tôi có thể làm già cả ba cõi. Bồ Tát hỏi: ngươi đã làm gì? Già trả lời: tôi không làm gì cả. Bồ Tát hỏi: ngươi vì ái lạc mà bị đói khát, ngươi luôn nhớ nghĩ giống như sóng nắng cây chuối cuối cùng đã bị tan hoại, ngươi là sóng nắng hiện lên giữa đường hiểm trở, có thể diệt bỏ sự vô thích của sáu căn, hủy hoại thân mạnh khỏe như mưa đá làm hoài hoa, dời đổ sức mạnh làm khô cạn sáu tình. Tại sao nói rằng không làm gì? Già trả lời: việc này đúng thật là như vậy. Bồ Tát hỏi: hai chữ già và chết trong ba cõi đều nghe mà không hiểu về ý nghĩa. Già nói: ông đã hiểu biết rất rõ về tôi. Bồ Tát hỏi: người thứ hai kia là gì? Già trả lời: nó tên là chết. Bồ Tát hỏi: chết, tên của ngươi sao tội ác quá như vậy? Chết trả lời: không những cái tên tội ác mà việc làm của tôi càng rất tội ác. Tất cả các loài trong thế gian như trời, người Atula, cả đến dạ xoa, quỷ tần tôi đều giết sạch. Như đại la sát có thể phá hoại đất nước, tôi cũng vậy, có thể phá hoại mạng sống của tất cả hữu tình. Bồ Tát hỏi: kỳ quái thay, người rất ác, chẳng có chút lòng từ bi. Người đi tới khắp mọi nơi chốn với nghiệp ác độc hèn hạ không gì hơn ngươi. Chết trả lời: việc ấy chính là bản chất của tôi. Bồ Tát hỏi: bản chất của ngươi mặc dù là như vậy, nhưng với tâm và sức mạnh của ta, ta sẽ đánh bại được ngươi. Dù khó thu phục được ngươi, nhưng ta sẽ tinh tấn quyết chiến thắng ngươi, giống như sóng lớn nơi biển cả không thể xô đẩy được núi. Cũng vậy, ngươi đừng hòng giết được ta. Chết nói: tuy ông nghĩ như vậy, nhưng e rằng ông chưa thể chế phục được tôi. Bồ Tát hỏi: vì sao ngươi nghi ngờ ta không có khả năng thu phục ngươi? Chết trả lời: nếu hai tinh tấn có phương tiện thiện xảm thì ta thu phục được tôi. Tôi nghi ngờ ông chưa có đủ tinh tấn dũng mãnh. Bồ Tát hỏi: ngươi hãy quan sát ta. Ở trong vô lượng kiếp, ta dùng phương tiện từ bi để đem thân mạng mình thay thế cho các chúng sinh, kể cả phải gặp oán thù sâu nặng. Giả sử dùng kiếm bén chẻ thân thể ta ra từng mảnh, nhưng ta luôn có lòng từ bi với họ, phương tiện ấy đủ tiêu diệt ngươi không? Chết trả lời: còn gì nói nhiều về những cái chuyện đã qua đến thế, đâu đủ để trấn áp khiến tôi phải khổ não. Tôi sẽ thật lòng nói rõ nguồn gốc cho ông. Nguồn gốc ấy chính là sinh. Sức sinh tức sinh ra vô lượng khổ não cho tất cả thế gian. Rắn độc bốn đại, giặc oán năm ấm, đồ đựng sáu tình, luân hồi trong năm đường đều do sinh gây ra. Sinh này ban đầu đã sinh ra tất cả khổ, huống chi là chặng giữa và sau cùng. Ai thọ sinh thì cũng khổ, giống như chúng tôi, không thể tính đến. Nếu ai sẽ bỏ sinh thì không còn tai họa, tất cả tai họa đều do sinh gây ra. Ví như không có củi thì không bị lửa thiêu đốt, nếu không có rừng thì không bị búa chặt, nếu không có bình thì không bị chày đập vỡ, như không có hoa thì không bị xương giá phá hoại. Với những ví dụ này đã đủ biết, sinh tạo ra quá nhiều tai họa. Nếu ông nhất quyết thề nguyện muốn tiêu diệt chết thì hãy diệt trừ diệt sinh trước. Vì có sinh này nên có già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não. Trong các tai họa nó đều có thế lực. Bồ Tát nói: ta hiểu việc này. Nếu có núi thì kim cang sẽ làm hoại, nếu không có núi thì kim cang dù cứng như làm sao hoại được. Phàm có thân tất có các khổ, nếu không có thân thì khổ ở đâu? Bây giờ Bồ Tát liền buông bỏ già và chết, nhưng bắt sinh lại hỏi: ngươi tên gì? Sinh trả lời: tôi có rất nhiều tên, như trong đó tên nổi tiếng thù thắng nhất là sinh. Bồ Tát hỏi: vì sao đặt tên sinh? Sinh trả lời: ông hãy tự quan sát. Bồ Tát liền tự quan sát sinh rồi nói: rõ ràng là sinh này đã có mặt trong tất cả cõi, từ hai nghĩa hợp lại mà sinh ra nghĩa sinh. Sinh nói: trí tuệ của ông chân thật chẳng điên đảo, hiểu rất đúng. Bồ Tát hỏi: sinh này sinh ra tất cả khổ, vì sao không đặt tên là phát sinh tất cả khổ mà chỉ đặt tên sinh? Sinh trả lời: tôi có lỗi đúng như ông đã nói. Bồ Tát hỏi: ngươi không biết rằng ta có lời thề nguyện kiên cố để đoạn trừ ngươi sao?
Ta dùng lòng từ bi để diệt trừ tất cả khổ trong thế gian. Xin trả lời, lành thay, đúng như lời ông đã nêu, tôi không có quyền lực chỉ theo người khác. Hữu bắt tôi làm theo, nam tử nơi các hữu, được thế lực đó, có thể sinh ra tất cả khổ của sinh tử. Nếu không tin, sao ông không tự quán xét? Bồ Tát suy nghĩ, nếu ta quán sinh thì sẽ biết hữu. Ba hữu này là ba con rồng lớn có thể mưa dữ, trút xuống sông sinh, rồi chảy vào biển chết. Do sông làm nhân duyên nên đẩy chúng sinh dìm đắm trong biển khổ. Bây giờ Bồ Tát liền thả sinh mà bắt hữu quả trách. Vì tất cả các loài ta nguyện làm vật cứu bớt, cầm kiếm trí tuệ chém quân thù, vì sao ngươi dám buông lung bồi thêm sức cho sinh? Hữu trả lời, móc câu bốn thủ kéo tôi trong bỏ trong hữu. Bốn thủ mạnh mẽ nên luôn bắt những kẻ ngu dại, tôi làm sao không thể nghe lời. Bồ Tát liền bỏ hữu để quả trách bốn thủ. Ngươi nếu có gì để cho hữu, ngươi chỉ làm cho các khổ tăng trưởng thì đâu có gì là cho hữu. Thủ trả lời, ví như hư không chẳng thể mọc cây cối, phải có đầy đủ nhân duyên là đất nước thì mới mọc cây cối. Nếu không có nước thì nước ấy thì làm gì sinh cây hữu. Ông không nên quả trách tôi. Bồ Tát bèn thả bốn thủ để bắt ái. Ai nói với Bồ Tát, con vô tịnh phạn, xin hãy đến đây. Trong vô lượng kiếp, ông đã tạo nhiều công đức tu tập các hạnh lành, oai lực của ông hơn hẳn phạm thiên đế thích. Ông nên định tâm lại để nhận chút cúng dường của tôi. Bồ Tát hỏi, ông lấy gì cúng dường? Ái trả lời, tôi cúng dường bằng thú vui chơi nơi năm căn thọ nhận năm dục. Bồ Tát hỏi, năm căn này có gì mà mời ta? Ái trả lời, tôi lấy sắc hương vị xúc để mời ông. Bồ Tát hỏi, ngươi lấy sự thơm ngon của quả độc để mời ta sao? Ái nói, vì sao nói độc? Bồ Tát, năm dục này ví như bắt con dê quăng trong lửa, như người mù rơi xuống hang sâu. Nó xa lì đường giải thoát, lấp bít cửa niết bàn. Người có trí thậm chí trong mộng còn xa lì năm dục, huống chi là khi thức. Ai nói năm dục của chư thiên không vượt trội sao? Bồ Tát nói, nó như huyễn như mộng. Dù thiên nữ Tôn Đà La đẹp đẽ như mặt trời, ở trong cõi trời các vui chơi nơi cung điện, khi phước hết, qua đời rồi trở lại trong địa ngục, đâu phải chuyện để lừa gạt. Ai nói, âm chơi cõi dục còn chư thiên ở cõi sắc chẳng lẽ không vui sao? Trong cõi sắc ấy, chú tâm thiền định, ít bị hoạn nạn. Bồ Tát, ta biết rõ những khổ hoạn trong cõi sắc ấy. Ái hỏi, ông quán sát như thế nào mà biết được? Bồ Tát trả lời, mặc dù thiền định sinh vào cõi phạm thế, nhưng khi phước hết, tôi qua đời cũng có thể bị đọa vào đời ác. Bây giờ bị đốt nóng lại lấy nước lạnh lưới tưới vào, chúng sinh vì phước mỏng nên chịu khổ nạn trong luân hồi. Ai nói như chỗ ông hiểu thì cõi hữu đảnh là tối thượng, nhưng tâm ông quê mùa như cỏ lau. Bồ Tát hỏi, sao gọi là hữu đảnh? Ái thưa, bốn cõi nơi cõi vô sắc tên là hữu đảnh. Bồ Tát hỏi, bốn cõi nơi cõi vô sắc có thể là tướng ra sao? Ai đáp, tất cả chư thiên trong cõi vô sắc ấy định tuổi thọ là 8 vạn đại kiếp. Bồ Tát hỏi, đại kiếp ấy khi hết thì được những gì? Ái trả lời, 8 vạn kiếp hết gọi là chấm dứt. Bồ Tát nói, ô hô lạ thay, quán cõi dục thì khổ não vô lượng, quán cõi sắc thì thể tánh tất bị hư hoại. Đến bốn cõi nơi cõi vô sắc thì cũng không thoát khỏi cái chết. Trong thế gian, dù ít khổ nhiều, thật đáng thương thay. Ái nói, nếu ông muốn ra khỏi cảnh giới của tôi thì tìm cầu khoan lạc ở đâu? Bồ Tát hỏi, cảnh giới của ngươi hiện hữu ở nơi chỗ nào? Ái trả lời, tất cả các pháp hữu vi là cảnh giới của tôi. Bồ Tát nói, tất cả các pháp hữu vi luôn thao túng cái chết là cảnh giới của ngươi. Còn ta đang dốc vượt khỏi cảnh giới hữu vi, nơi mà chết không đến được. Vĩnh viễn xa lìa chỗ chết, không còn chỗ yêu thương mà phải xa lìa, oán ghét mà phải gặp nhau. Không có chỗ cho sinh già, bệnh, ưu bi, khổ não, chỗ tận cùng của năm ấm, chỗ diệt bỏ năm căn, chỗ các căn không được tác dụng, chỗ bình nhất thiết trí, phát cam lộ. Những chỗ như vậy lẽ nào chẳng phải là ra khỏi cảnh giới của ngươi sao? Nghe vậy ái cười to nói, vô lượng bậc đại tiên như Tỳ Du, Mật Đa La, Bà Sắc đều nói như vậy, nhưng chưa có ai đạt được. Bồ Tát nói, mặc dù họ mong cầu,
nhưng vì họ không biết cách, hãy hỏi: còn ông có cách gì? Bồ Tát nói: ngươi hãy bỏ thói làm mê hoặc chúng sinh và sự kiêu mạn to lớn, ta sẽ tiêu diệt ngươi giống như voi lớn nhổ cỏ con. Ai nói: lành thay, ông có lòng từ bi lớn với chúng sinh, tôi chỉ nương vào thọ tên nên trước hết ông hãy nắm bắt lấy thọ. Bồ Tát nói: ta này quan sát tất cả hữu sinh rất kỹ, ai cũng đều sợ hãi thể tướng của khổ, các cơn dông ruổi lay động, mong cầu nơi lạc, lạc không tự tại, chỉ do người khác mà có lạc, đó là pháp dối trá, hư vọng tạm có. Kẻ ngu si mặc dù luôn bị tạo tạc, lạc tạo tình mà không biết nhàm chán, lạc tạo mọi buông lung có thể cướp mất các căn mê hoặc lòng người, rơi vào hang sâu phàm phu như đùi rớt trong mật, được vị ngọt rất ít mà tổn thất rất nhiều, không phân biệt được tốt xấu. Hễ thấy thì sinh ái, như lấy dầu rót vào lửa lớn thì lửa cháy càng dữ dội hơn. Ái hãy đứng đây đợi ta bắt họ về, rồi sau sẽ trị ngươi. Tội lỗi của ngươi và thọ như nhau nên cần phải trị tội ngươi. Ai nói: con vua Tịnh Phạn, mặc dù ông mạnh mẽ có ý muốn như vậy nhưng e rằng cũng không thể ngăn chặn được tôi. Vì sao? Vì thuở xưa có đại tiên nhân đầu vàng ra đời và thời kỳ an lành, sống 8 vạn tuổi, đạo đức sâu dày, vậy mà không thể làm tổn hại được tôi, huống chi là ông ở vào đời sau cùng sâu ác, tuổi thọ ngắn ngủi như đầy không đầy 100. Bồ Tát hỏi: ta xuất hiện vào đời ác sao? A nói: đúng là xuất hiện vào đời ác. Bồ Tát: hôm nay dẫu có bị phiền não quấy nhiễu, ra đời vào thời kiếp ô trược sâu ác, nhưng nó không phá trừ cửa vô minh của ngươi thì làm sao được gọi là đại trượng phu? A nói: xin hãy dừng lại, chết tự đề cao mình. Bồ Tát bảo: ta khen ngợi đúng thời chứ chẳng phải là phi thời, đúng lúc đúng nơi là lời nói chân thật, lời nói có nghĩa, ví như không thể chỉ ánh sáng mặt trời mới mọc, cũng vậy khó chỉ được ánh sáng của bậc trí đại nhân. Ai nói: tôi quan sát trí của ông, mặc dù mạnh mẽ tinh tấn nhưng chưa thành tựu, là tự khen mình giống như mây sấm giáng trận mưa lớn làm chim chóc vui mừng. Còn ông chỉ nổi mây sấm mà chẳng thấy nước mưa. Như vậy ở trời hạn hán mà sấm chớp thì có lợi ích gì? Lấy ý này mà lường thì lời nói của ông là không thật. Bồ Tát nói: ta sẽ kể ngươi nghe việc không hơi dối. Trong vô lượng kiếp, ta đã tô bồ những hạnh lành, nhất tâm định ý, giới kiếm bén trí tuệ, ta sẽ chém ngươi. A nói: làm sao chết được? Bồ Tát nói: ai quấy nhiễu ta bằng những tiếng ca hát này thì cái ấy bắt tay với nghiệp phiền não, sờ vào cây đàn ba cõi làm não loạn, mê hoặc tất cả chúng sinh vô nịnh. A nói: thật sự tôi muốn hướng dẫn như người ca hát này muốn đánh đàn, vì đây là sở trường của tôi. Hiện nay tôi bị hắn bắt làm, bị hắn sai sở. Bồ Tát hỏi: đó là ái phải không? Ai đáp: đúng vậy. Bồ Tát hỏi: ái là ngọn lửa giữ thiêu cháy khắp mọi nơi, ái ấy đấm vào lạc thì đều rơi vào trong ái, kẻ ngu dại nó vào đó giống như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Ai nói: ông quan sát rất tận tường. Bồ Tát nói: ta biết mọi sự ham thích, các vui trong sinh tử chắc chắn đều do ái làm hại, cũng như các loài chim thú vì tham mùi vị nên tất bị sập bẫy. Ai nói: ông thực sự biết rất rõ, nhưng tôi có thể làm cho các kẻ phàm phu đắm vào trong thú vui của hữu, đời sau sẽ bị đau khổ. Chúng sinh ham thú vui của hữu đều do tôi tạo ra, cho đến khi sinh lên cõi trời hữu đảnh còn phải trở lại bị đọa lạc. Bồ Tát, ngươi nói chẳng đúng sự thật. Trên thế gian khao khát nhất không gì hơn ái, giống như khát mà uống nước muối thì càng khát gấp bội, cũng vậy uống nước hữu thì càng tăng thêm ái. Ai nói: ông đừng giết tôi. Bồ Tát, mặc dù ngươi nói điều tốt lành nhưng trong lòng đầy độc ác, nếu không trừ khử ngươi thì ta làm sao an ổn? Do vậy như ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ đến bắt thọ. Bồ Tát suy nghĩ: do đâu có thọ? Thế rồi Bồ Tát tận lực cố gắng, thân tâm dũng mãnh, không chút khiếp sợ, từ bỏ sự ồn náo, đạt được tịch định và quả vị nhất thiết trí, liền thấy thọ và nói với nó: từ lâu xa đến nay, người dối gạt chúng sinh, ta là người bạn không mời của chúng sinh.
Từ nay trở về sau, ngươi không được quấy nhiễu họ nữa. Thọ nói, tôi quấy nhiễu họ những gì? Bồ Tát, ai thọ thân thì đều thì cái tánh đều khổ. Giả vờ hiện tướng vui vẻ để làm mê hoặc về phàm phu. Mặc dù hiện người thân thiện, nhưng thật ra là kẻ thù lớn. Thọ nói, thật sự có lỗi ấy, nhưng các chúng sinh vẫn tham đắm vào tôi. Giống như ông lấy hoa chỉ làm mùi vị, nhưng lại quấy nhiễu không dừng. Bồ Tát nói, người nói rất đúng. Giống như vì thích vào biển mà người ta phải gặp đủ mọi tai nạn. Vì thích xông vào trận chiến, cùng tên mưa tuyết nào môn giáo để tàn hại nhau. Vì do ham muốn mà băng qua nơi xa xôi hiểm trở, đồng hoang đói khát nhiều gian nan. Vì do ham muốn mà gây ra các hạnh khổ, nay đâm đầu xuống vực sâu, nhảy vào lửa, nằm thơ nóng đốt thân, nằm trên gai góc bỏ ăn uống, ngồi trên gai cỏ, mặc bằng vỏ cây và ăn cỏ, ăn rau trái vì ham muốn mà làm các cái cụ cày ruộng đào đất trồng cây xây nhà cửa mà y phục. Những việc như vậy cho là vui nên gây vô lượng khổ. Thọ nói đúng như vậy, nhưng tôi có thể làm cho tất cả chúng sinh vì do ham muốn mà chịu vô lượng khổ. Tôi rất thô tháo, không khi nào đứng yên. Những chúng sinh đắm chìm vào lạc thọ nói rằng tôi luôn như vậy. Bồ Tát nói, tất cả chúng sinh thật đáng thương, lúc nào cũng bị ngươi làm mê hoặc. Vì chúng sinh ngu ám nên bị ngươi quấy nhiễu. Thọ nói, tội lỗi của tôi không chỉ bằng chừng ấy mà còn nặng hơn thế nữa. Nó vận động lưu chuyển từ bao thị đến giờ, tất cả chúng sinh luôn thọ nhận tôi và không biết nhèm chán. Nếu như đem dầu quăng vào lửa thì lửa vẫn không biết đủ, tất cả đều thâm đắm vào lạc, tôi không có lỗi gì cả. Bồ Tát nói, hôm nay ta đến gần bên Quán Tật Ái. Bồ Tát lớn tiếng hô to và rút kiếm trí tuệ muốn đến chém ngay. Á nói, nhưng do thọ chứ đâu phải lỗi của tôi, xét theo lời ông thì hãy chém thọ, nếu không có thọ thì không có ai. Thọ nói, tôi không có quyền lực gì cả vì bị xúc sai khiến, dù ông có hại tôi thì ông cũng không có lợi gì cả. Bây giờ Bồ Tát đã hiểu về thứ lớp, dùng tay trí tuệ rờ vào xúc nói, ngươi tên là gì mà gây khổ đau cho chúng sinh đến thế? Do ngươi mà có thọ, làm cho hai chân sinh tử càng tăng trưởng, bích lớp cửa niết bàn. Xúc nói, vấn đề sinh ra thọ thì thật đúng như vậy, nhưng nhờ ba nhân duyên mà xúc mới được sinh, giống như phải có dùi, lửa và công của người hợp lại mới phát ra lửa. Tôi cũng vậy, có đủ ba việc nhãn thức duyên họ hợp lại mới sinh ra xúc. Do xúc làm duyên mà sinh ra thọ, nếu không có lục nhập thì làm sao có tôi? Bồ Tát nói, người nói đúng, nếu lìa ba nhân duyên thì không có xúc, nguồn gốc sinh ra xúc thì gần với sáu căn. Xúc, người hãy đợi đây, ta phải đi bắt sáu căn kẻ đồng tội với người. Sau khi đã rõ tướng của xúc rồi, Bồ Tát lại tìm sáu căn nói, sáu căn này là tổ yến, như bọt nước, như mục nhọt mới mọc, có bao lâu sẽ bị vỡ tan, có sức mạnh gì mà tự cao như vậy? Sáu căn nói, vì sao ông nói như vậy? Bồ Tát nói, vì có ngươi nên làm xúc thêm năng lực, đã từ mình sống tung hành, còn làm chuyên sinh ra các khổ, ta đã dẹp bỏ sự tranh cãi, đâu thèm tranh cãi với ngươi. Sáu nhập nói, dù tôi nhỏ bé nhưng có thể sinh ra xúc. Bồ Tát nói, ta quán nguồn gốc của xúc là do ngươi. Sáu nhập là ngôi nhà lớn chứa do lượng khổ não, ngươi luôn buông lung điên cuồng, tao không bao giờ tịch tỉnh, luôn thô tháo không hòa thuận, cứ chạy theo chuyên không biết nhàm chán. Sáu căn ngu dại tham lam sáu xúc để tìm kiếm sáu trần. Sáu nhập nói, tâm chúng sinh rộng lớn, ông không muốn điều phục tôi thì phải chiến thắng danh sắc trước. Nếu ông có sức khổ nhập để ngăn cản tôi thì trước hết nên tu phục danh sắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chư Minh La Sát Tập Quyển Hạ. Sau khi tu phục sáu nhập, Bồ Tát lại quan sát danh sắc, biết được thể tướng của nó. Bồ Tát nói, do ngươi mà sinh ra bao thứ khổ lớn cho chúng sinh, ngươi hãy mau quay trở lại nghiệp của chính mình. Danh sắc nói, tôi thấy mình không có lỗi. Bồ Tát, vì sao ngươi không thấy nó có lỗi? Ngươi là kẻ dối trá, bản thể rất ác, do ngươi mà sinh xấu tình của tất cả chúng sinh ở thế gian. Danh sắc nói, việc này đúng như vậy, tôi giống như cây có thể sinh ra cành lá, vì đã có tôi thì có cành lá xấu tình.
Bồ Tát nói, ta sẽ dùng bố bán trí tuệ chặt đứt cội gốc của ngươi, thì cành lá sáu tình kia tự nhiên rơi rụng. Danh sách nói, ông không thể nào chặt giết được tất của tôi đâu. Với sức mạnh của cánh tay tất, nó sẽ bảo vệ tôi. Loại tất này nếu không rơi trong đất danh sắc thì sẽ không có các khổ. Bồ Tát nói, đúng vậy, nếu tất không ở trong thai mẹ, sống trong Kalala thì thân chúng sinh không bao giờ sinh trưởng. Nếu tất không ở trong Kalala thì Kalala này liền bị hư hoại. Nếu hư hoại thì làm sao có thân chúng sinh? Do đó ta sẽ dùng lửa trí tuệ thiêu đốt hạt giống thức. Sau bỏ danh sắc, Bồ Tát lại quán sắc thức vừa nói, người giống như huyễn hóa, thời tánh mê muội giống như khỉ vừa mới được thô tháo không đứng yên, như điện chớp không ngưng nghỉ, như ngựa không điều phục thì không đi vào đường chính, như voi say tung hoành có cấm chế. Thức nói, tôi lấy thân làm thành, sáu nhập làm cửa, tôi chính là chủ của thành ấy, tất cả các pháp đều phải tuân theo. Tôi đưa tôi lên hàng đầu, vậy chẳng phải là vua sao? Bồ Tát nói, trong trăm ngàn kiếp, ta đã mài kiếm trí tuệ, hôm nay ta phải tiêu diệt ngôi vua của ngươi. Thức nói, kỳ lạ thay, tôi đã không có lỗi mà lại vô cớ làm oán ghét tôi. Bồ Tát nói, vì sao nói oán ghét vô cớ? Ngươi đã tạo ra hoàng nạn danh sắc, chẳng lẽ không phải là đáng oán ghét sao? Thức nói, tôi và danh sắc thật sự cùng nương vào hữu. Nếu không có thức thì không có danh sắc, nếu không có danh sắc thì không có thức. Bồ Tát nói, là đã thay, danh sắc và thức đúng là bạn thâm giao với nhau, là nguồn gốc luân hồi của tất cả chúng sinh. Thức nói, danh sắc đích thực là người bạn thâm giao của tôi, vì bị hành sai sử nên bỏ tôi trong nghiệp không được tự do, có theo nghiệp thiện ác tỏ thân lên năm đường. Bồ Tát nói, ngươi bị hành sai khiến mà còn đến như vậy, thật sự là ngươi có lỗi, nhưng hãy đợi ta làm sáng tỏ, ta sẽ dùng tuệ nhãn quán sát hành và sau đó hỏi tội ngươi. Bây giờ Bồ Tát thở thức ra, rồi đến chỗ hành, hành kinh sợ nói, ông là ai mà mạnh mẽ nhanh nhẹn, mà áo giáp không hư hoại, tay cầm kiếm bồ đề bén nặng, chúng sinh ngu si ở mãi trong đêm u ám mà chấp ngã nghe sợ, một mình đi trong tối tâm buông lung thật đáng khiếp sợ. Bồ Tát nói, ngươi thọ thân đã lâu rồi, hôm nay ta quán sát thấu rõ rốt ráo về ngươi. Hành sợ hãi nói, làm thế nào để tốt đẹp? Bồ Tát nói, từ xa xưa ta đã phát lời thệ nguyện kiên cố, cúng dường cung kính Phật Đại Thích Ca Mâu Ni, từ sự tắm rửa ăn uống đi ở hết sức rất tinh tấn mãi đến ngày hôm nay, từ đó ta luôn tu bồ công đức chưa bao giờ bị nhát. Hành nói, tôi thấy ông trang nghiêm công đức chưa được bao lâu. Bồ Tát đừng nói như vậy, ở A Tăng kỳ kiếp đầu tiên ta chưa được thọ ký đủ hai A Tăng kỳ kiếp mới được thọ ký thành tựu đạo quả để cứu giúp chúng sinh. Hành nói, kỳ lạ thay, ông có thể yêu thương chúng sinh. Bồ Tát, ta yêu thương chúng sinh với lòng từ bi, yêu thương mà không đắm nhiễm để sinh luyến ái, giống như có đàn voi trong rừng, bốn bên toàn là lửa, ai thấy uy áp ấy mà lại không thương xót. Cuối cùng con voi lớn nhất trong đàn kéo cành cây dập lửa để dẫn đường băng qua thoát khỏi nạn lửa. Cùng vậy tất cả chúng sinh bị sinh già bệnh chết quấn kết quanh thân, người thế nào lại không thương xót, muốn cứu họ thoát khỏi nạn. Hành nói, ông có lòng từ bi yêu thương chúng sinh như vậy, sao vào rồi bỏ đi? Bồ Tát, ta cứu với chúng sinh chưa bao giờ xả bỏ, ta theo một bên thức để quán sát sinh tử, cái tai họa lớn ấy là do ngươi gây ra, vì để diệt ngươi nên ta đến bên ngươi, do ngươi mà được sinh lên cõi trời thứ hai là đế thích, ham muốn không nhàm chán, cũng do ngươi mà được sinh lên cõi phạm thế, ngồi tòa sen nhập thiền định, lần lượt lên tới cõi trời hữu đảnh phi tưởng, đến lúc qua đời là sinh xuống ba cõi ác. Những việc như vậy đều do ngươi gây ra. Hành nói, đúng như điều ông đã nói, dẫn đường vua thức chính là tôi. Thức đi đâu, tôi luôn là người chỉ đường, giúp đỡ đến nơi đến chốn. Bồ Tát, ta sẽ dùng đá chánh kiến, mài kiếm trí tuệ để chẻ ngươi ra từng mảnh. Hành nói, xin ông đừng làm như vậy, chỉ mệt nhọc chứ chẳng bổ ích gì. Bồ Tát hỏi, vì sao không bổ ích? Hành nói, tất cả dù lửa kết xử là mẹ của khổ lớn, đó là vô minh, nơi chưa đầy dễ các khổ não ô uế.
Tất cả tai họa đều do nó tạo ra. Ông lại muốn bắt tôi thì đâu có có ích gì. Bồ Tát nói, dù bên ấy ở đâu? Hành nói, dù bên ấy bị la sát phiền não, tì xá xà bao quanh, khó có thể thu phục được nó. Hiện nay nó ở nghĩa địa nhiều bạo ác của các sử ngu si. Nhờ hành biết được chỗ của do mình, Bồ Tát Quấn phấn chấn mạnh mẽ tìm đến chỗ nó, quát lớn, những con quỷ la sát phiền não các sử kia, nếu chiến thắng được ta thì ta chịu chết, còn như ta chiến thắng thì các ngươi chắc chắn bị tan nát. Những la sát có sự phiền não kia ta sẽ tiêu diệt không cho sống sót một mạng nào cả. Hành nói, nếu ông dùng mạnh tinh tấn thì hãy nhập tam muội đại vô úy kim cang, cửa giải thoát được mở ra và diệt trừ vô minh đâu có gì là khó. Bây giờ Bồ Tát dùng mạnh nhìn bốn phía cắt được vô minh và hỏi, sao hôm nay ngươi không ở nơi nghĩa địa có tập phiền não đủ các thứ ác? Bụi tròn phiền não, gió liễu phiền não làm che lấp tuệ nhãn, khiến cho không thấy gì cả, là chỗ chứa phân cỏ nghi hối, vô nịnh thay phá giới chết vì năm dục, thân người mục nát bày ra bừa bãi, hôi thối đầy dậy trong nghĩa địa ấy, gió giữ giác quán thổi ba độc đời cháy hừng hực, những dục ác ngã mạn trào cử không ngừng, có tiếng cười vang nơi đống xương, thay chết buông lung, máu mủ do giới của các luật nghi ác chảy đầy trên mặt đất. Bình gốm ba cỏ chứa đựng chất cấu ghé phá bỏ các căn lành, những đồ đựng bị phá vỡ tan nát trên đất, tóc đoạn kiến thường kiến bị giác khỏi đốt tung, áo không khổ không thẹn rách bẩn bày đầy khắp nơi mộ mã, các đá có sợi phiền não thì khô cứng khô rít, 96 loại quả thứ, các cái loại chim tà kiến đậu ngủ đêm khắp vùng, và có lúc có chúng sinh chó sói chuồn cáo mèo chuột do tham hữu làm hang nơi đây, có kẻ giới thủ mặc vỏ lá cây rơi rụng khô héo trong vỏ mã, có việc sửa đoán phi pháp phá hư giường rồi đem bỏ bừa tại đây, và có người khổ hạnh đâm đầu xuống vực sâu chạy vào hầm lửa nằm trên gai góc như lửa thiêu nướng tại đây, và có người tự ý mình nhiều sức lực sắc đẹp tài trí của thân mạng và kiếm mạng là bơ vét đầy khắp đầy ắp, và có gai góc oán hận canh ghét đầy dẫy, và có những con nhận rùi giác quán phá hại các căn lành sau giờ bất tận hôi thối do dốc dồn nơi tự thi, và có giác oán phiền não năm cái dừng nghỉ khắp chỗ, và có kẻ chấp vào ngã và ngã sở các cái thầy chú thuật tu tập nơi đây, và có những tà luận dị kiến như cáo của mèo kêu la inh ỏi khắp chốn, lại có la sát nấm bảy ái, hoặc có la sát cầm chày thùy miên vui chơi theo năm dục, hoặc cầm cây chĩa ba bén nhọn đủ màu sắc ghê tởm của bất thiện điên cuồng kêu la cười lớn không sợ sệt, hoặc có la sát lắc đầu tay lay thân trọn mắt kêu gào nhảy nhót lung lay vỗ đùi vào ác, hoặc thổi sáo ca hát nhảy múa, la sát sân hận, la sát oán thù, la sát xem thường việc ác coi nặng sẽ báo thù, la sát bạo ác, la sát tham lam mạng ngã mạng tà mạng đại mạng ham muốn phi pháp, những cái tham về dục tham về điều ác, những la sát phiền não các sự không hiểu như vậy đều không thể tính cả. Đến gò mã các sự Bồ Tát thấy những cái tội lỗi hung ác của vô minh là che lấp tuệ nhãn, cản trở nguồn thân làm cho chúng sinh không thể bốn đế bị đọa vào được ác, nên Bồ Tát nói vô minh ấy làm người dẫn đường để đến đồng hoang sinh tử, làm đống lửa giữ thiêu đốt sinh già bệnh chết, là cha mẹ của người có sở phiền não, làm bích lấp cửa niết bàn, mở rộng các quả ác đi khắp nơi trong bao cõi, đầu lớn buông lung trán rộng nghi ngờ, mặt đất mặt xấu huyễn hoặc nhớ nghĩ tà bại, mũi bệnh hoạn, mắt tà kiến, mắt có con ngươi chớp bốn điên đảo, rình rập giặc ác, lông nhiều tai to thòng xuống, canh ghét tà mạng quyết định hư dối, ích kỷ kiêu căng hay muốn đòi giữ để làm răng nhọn, 62 tà kiến làm tóc, tham ăn bà ái làm cổ dài, các đột nghi ác làm móng tay dài, thọ lấy các sự nghiệp làm hai vú, phình trướng to lớn không biết đủ làm bọng, làm bụng thùy miên trào hối, sâu đen làm trốn, nhiều tâm ái làm âm tàn, 18 giới làm hai đùi, những tham muốn phi pháp, ác làm hai đột khối, ngạ kiến, nhân kiến làm hai bắp chân, do lớn da dẻ, do nhớt không xấu hổ làm y phục, lấy áo vải to hôi hám không biết thẹn làm mền,
ngồi giường cách xử là sẽ cắt kết lại là người hầu trong số các la sát vị nào ấy. Ai dù có 1.000 lưỡi cũng không thể đảo được hết tội lỗi của nó. Lại thấy la sát vô minh đứng bên cạnh và đang quay bánh xe, ngơ trí ở thế gian nhìn mà phát sợ. Bây giờ Bồ Tát càng tinh tấn hơn, lại chẳng đắc định ý tăng thượng nhất tâm, hết sức vui mừng, tâm thanh tịnh lần lượt đạt được ngôi bất động, vững vàng đi đến chỗ la sát vô minh, đến chỗ bằng phẳng đất không phiền não, dẹp trừ các đá gai góc của tâm độc ác. Hiềm hận giận dữ lấy nước mưa từ bi làm thấm nhuận đất bụi tán phát, rồi đẩy lên đất để sinh các căn lành sanh tốt, căn lành an lạc làm pháp nhị túc phước đức trí tuệ. Bốn nhiếp chỉ dành cẩn thận pháp nhị túc vượt qua các dị luận, dùng tay phải định nắm gọn đầu tóc rối loạn lớn của 62 kiến, dùng tay trái trí tuệ rút kiến bé làm tâm không mờ cho chúng sinh, rồi gầm tiếng sư tử. Trong vô lượng trụ xứ của Phật, ta đã thu thập các pháp lành, dùng xe đại thừa để thề cứu tất cả chúng sinh. Nhờ thành quả tinh tấn trong vô lượng kiếp ấy, nên ngày nay được thành tựu. Tất cả chúng sinh bị lửa lớn sinh tử thiêu đốt, hôm nay ta sẽ vì họ mà tiêu diệt, mà chiến thắng quân giặc đất sử, đoạn tận mạch máu các hành, tạo con đường ra khỏi thế gian, nhổ sạch những nguy nan hiểm trở. Nghe tiếng gầm ấy, La Sát Vô Minh vội tay cười lớn và nói: Đại Phạm Thiên Vương, Mê Thủ La Tỳ Nữ, Đế Thích Tứ Thiên Mặt Trời Mặt Trăng, những vì sao còn quỳ trước ta, vì ta khống chế vô lượng chư thiên, bà tổ ưu, lưu, quật, bà lê, dùng trí đức để mong ra khỏi cảnh giới của ta, nhưng đều bị ta làm mê hoặc nên không biết lối thoát. Tất cả chúng sinh đều bị buộc chặt trong vòng sinh tử, xoay tròn nơi hữu, không chút sức lực. Những việc như vậy do ta làm ra thật là ngu, không tự xét mình mà lại dám nắm tóc ta. Tất cả chúng sinh trời người Atula cho sức mạnh của ta, nên luôn làm cho họ hao mòn không thôi. Ông là ai mà vội vàng đến đây, dám la lớn trước mặt ta, để sớm căn lành như mặt trời mới mọc? Điều này xưa nay ta chưa hề nghe thấy bao giờ. Tất cả chúng sinh bị mù tối nó không hay biết. Với tuệ nhãn của ông là giúp họ thấy rõ, sáng với diệu đến như vậy. Ai ở trong bóng gió, sóng gió dữ dội của biển khổ, não sinh tử, chỉ dậy lại vượt qua đến bờ bên kia. Tất cả phàm phu si ám trong con đường tà, ai dẫn họ vào con đường chánh? Nhà vô minh đen tối, ai cầm ngọn đuốc sáng chiếu rọi? Tôi mà ra lệnh thì cả ba cõi đều tuân theo, không ai dám chống trái. Các hàng chư thiên ngoài đạo được vui thích. Đại Phạm Thiên Vương, Ma Thủ La, nhờ sức của ta mà sinh khỏi tưởng thường. Một đứa thắng vô ý nào mà không sợ ta, lại dám nắm tóc của ta? Lành thay, lành thay, chắc định ông sinh trong dòng họ Đức Phật. Diệu lực từ chánh quán, công đức đại bi không gì sánh bằng, làm thể tức là Bồ Tát thương yêu chúng sinh, tất cả luôn tôn nghiêm như núi Chúa Tu Di. Ngoài người thù thắng này, tất cả thế gian không ai dám giơ tay nắm tóc ta cả. Bồ Tát nói: Những lời ngươi nói thật chính xác. Từ xưa đến nay ta luôn tu tập các hạnh lành với mục đích là để cứu độ tất cả chúng sinh. Như lời ngươi nói, vị Bồ Tát ấy chính là ta đây. Vô Minh nói: Ông có lòng từ bi thương yêu chúng sinh với trí quyết định bất động mà có giúp họ. Đối với oán thân đều bình đẳng một vị, như lửa hừng hực đốt cháy lá tươi. Cũng vậy, trí tuệ của ông đã thiêu cháy tôi, ông vững vàng chân chánh. Tôi sẽ vâng theo lời dạy của ông, trọn không dám chống trái. Bồ Tát nói: Ta dùng khổ không vô thường vô ngã để ấn chứng. Ta khuyên ngươi hãy mau đi mau, không nên chậm trễ. Bồ Tát ấy nói ấn ấy xong, La Sát Vô Minh bèn dẫn bọn phiền não ác chạy trốn vào 96 tà luận và chúng ở yên trong ngũ si. Bây giờ Bồ Tát tập hợp rộng khắp các tư lương đạo phẩm, không thầy mà tự giác ngộ, diệt trừ vô minh, cho nên đại chúng phải tu tập sáu độ, chứa giữ đủ các pháp lành, quan sát kỹ về lời Phật dạy, sâu đạt vô lớn, hiểu nghĩa sâu. Xưa ta từng nghe có người mù trong nhà trống nhìn ngắm chày cổ, đầu chày nghiêng đâm vào tổ ong, nghe tiếng ong người mù chạy trốn, lừa trong nhà trống bị ong chết, đau quá lừa rớt xuống hố sâu. Trong hố rồng ác đang giận dữ, bữa mai sấm sét mưa đá lớn, trong không trung sét đánh ầm ầm, trong xóm quỷ ác rất dữ tợn. Mưa lửa lớn phủ khắp đất nước, thế giới chúng sinh bị lửa bất, cùng nhau chạy trốn vào sông sâu. Giờ đây sông là cung điện La Sát,
nuốt máu tinh khí của chúng sinh. Ai vào sông đến cung điện ấy, bị đau đớn không thể ra được. Vào núi đá chỉ một lỗ trống, chúng sinh ra khỏi lỗ vào biển. Nước biển mặn tiêu tan thân thể, khóc lóc kêu gào gọi mẹ cha, chư thần ai đến cứu giúp tôi. Khi ở trong biển lớn có vua, ngựa thần, tôi ăn gạo, cám, chín trục, mập, khỏe đẹp, nghe chúng sinh bị khỏi não, vua ngựa nói, anh muốn vượt qua bờ bên kia để đến cõi với Phù Đà. Những người rơi trong biển đều giơ tay phải kêu, cứu tôi, cứu tôi. Lập tức vua ngựa phấn chấn làm cho 84.000 lông tự nhiên dài ra, kéo mọi người đều được cứu thoát. Vì sao đưa ra ví dụ này, nói về người mù, dụ cho tất cả chúng sinh vô minh, con ông là dụ cho hành, con lừa là dụ cho thức, lừa rơi xuống vực sâu là dụ thức bị đọa nơi danh sắc, bờ đá sấm sét là dụ cho hoàn nạn vô thường trong sáu tình, quỷ ác là dụ cho xúc, mưa là và lửa là dụ cho các thọ, đâm đầu xuống sông là dụ cho ác, trong biển la sát ăn tinh khí người là dụ cho bốn thủ, chiều đấm không đang khỏi là dụ cho ba cõi, lỗ núi đá là dụ cho sinh, biển lớn là dụ cho lão tử ưu bi khổ não, vua ngựa thần là dụ cho Phật, thân mập khỏe, chân tập kiên cố với đầy đủ công đức lành, dùng 84.000 lông của chánh niệm định vì chúng sinh khởi tâm từ bi thương xót, tất cả chúng sinh đều bị khổ lớn, bị sinh làm sinh, bị già làm già, bị chết làm chết, nhưng tất cả chúng sinh không ai biết dùng phương pháp nào để tìm có đường giải thoát. Chư Phật chẳng dắt chúng sinh ra khỏi khổ nạn, người cởi con ngựa tức là hành giả cởi pháp luôn. Năm vị thì kheo như Kiều Đà Như, năm người như Giá Xá, 50 người con của trưởng giả, 60 người của Hiền Ấp, 1.000 người của anh em Ưu Lo Tận Loa Ca Diếp, 250 vị của hai tôn giả Sa Đà Phất Mục Kiền Liên, 84.000 người của vua Tần Bà Sa La, cuối cùng là Tu Bạc Đà La cho đến 84.000 tạng pháp sâu xa để lại. Được câu chúng sinh nào nghe một câu một kệ đều là nhân duyên để đến cửa Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.